Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bạn mới sử dụng internet, biết cách đăng ký một kênh YouTube và biết cách tìm bài trên kênh YouTube mà mình đã đăng ký. Đầu tiên mình vào cái YouTube này, chữ YouTube đây. Thì đây là cái trang chủ YouTube. Trang chủ YouTube. Bây giờ mình muốn tìm một cái kênh nào đó, ví dụ tìm kênh Tấn Thành Bào Năng. Tấn Thành Bào Năng. Đây, nhắn vào cái hình đó. Đây đăng tôi quỹ đăng ký để làm lại cho dễ thấy ha. Thì đây là cái trang YouTube của bất kỳ người nào. Trên đây là cái giao diện mỗi người có thể là khác nhau. Nhưng mà thường thường nó cứ gồm có là trang chủ nè, là hiện màu trắng, video nè, danh sách nè, cộng đồng, kênh, giới thiệu. Tôi qua về trang chủ. Bây giờ mình sẽ đăng ký kênh này bằng cách là dưới cái chữ Tấn Thành Bào Năng nó có chữ đăng ký màu đỏ. Thì mình sẽ dùng tay mình nhấn vào chữ đăng ký này. Nhưng với điều kiện là các bạn phải nhờ ai đó tạo một cái Gmail cho mình trước ha. Tạo một cái Gmail để đăng nhập vào cái điện thoại của mình thì mình mới đăng ký được, hoặc là Gmail trên máy tính cũng cũng phải đăng nhập Gmail mới đăng ký được. Nhấn vào chữ đăng ký đó, hình chữ đăng ký. Thì khi nhấn vào bên phải nó có một cái chuông thông báo, chuông báo, để tôi lật ngang màn hình để cho dễ thấy ha. Đây cái chuông thông báo này, mình sẽ nhấn vào cái chuông này để nhận thông báo khi Tấn Thành Bào Năng đăng một clip nào đó. Đó, chúng ta nhấn vào thì nó hiện ba chữ tất cả dành riêng cho bạn, không có thì mình chọn vào chữ tất cả. Rồi, như vậy là mình đã đăng ký thành công một kênh. Tất cả các kênh khác mình muốn đăng ký mình cũng làm tương tự như vậy. Bây giờ tôi hướng dẫn tiếp là tìm kiếm một bài trong cái kênh này. Cách tìm kiếm theo danh sách nó nhanh hơn. Ví dụ giờ mình đang học guitar thì mình tìm cái bài là dạy guitar cổ cho người chưa biết. Thì mà các bạn sẽ vô cái danh sách. Đó, nhấn vào cái chữ danh sách. Trong đây có rất nhiều danh sách, mình kéo lên. Kéo lên thì nó có dạy guitar cổ cho người chưa biết nè. Mình nhấn vào đây, nhấn chọn vào đây. Nó sẽ hiện ra các bài mình đang cần tìm. Bây giờ mình lật ngang màn hình để mình đọc hết cái tiêu đề cho nó dễ ha. Đây. Đó, bài 1 lấy dây đàn Lý Dù Chiều, bài 21 đoạn Phúc Lâm Giang, tức là sẽ còn bài 22 là phần 2, đoạn Phúc Lâm Giang phần 2 thì mình kéo lên tìm trong đây. Nó có trong đây luôn. Dưới nè. Đây, bài 22. Rồi bài 3, 4, 5, 6 gì đó, nó tùy. Rồi đó là cái cách tìm mà tìm trong danh sách. Còn bây giờ mình không biết danh sách mà mình tìm đại trong cái kênh này thì mình sẽ nhấn vào cái kính lúp, mình nhìn phía trên màn hình bên phải. Đầu tiên là dấu ba chấm. Đó, dấu ba chấm. Tiếp theo là kính lúp, mình sẽ nhấn vào kính lúp. Đây. Ví dụ mình muốn tìm cái bài Sương Chiều dây kép của Tấn Thành thì đánh vào Sương Chiều dây kép. Nhớ ghi Tấn Thành bởi vì có rất nhiều người đền ha. Sương Chiều dây kép Tấn Thành. Rồi nó sẽ ra liền Sương Chiều dây kép nè, ở dưới là Sương Chiều dây Tú Anh dây quảng nè, tự học Sương Chiều Tú Anh dây đào, nó rất nhiều. Đó là cách tìm trong cái trang của Tấn Thành. Ngoài ra vì khi mình mới vào YouTube thì mình có thể tìm bên ngoài được luôn. Ví dụ tôi thoát ra hết nè. Thoát hết, tôi nhấn YouTube lại. Thì mình cũng nhấn vào kính lúp phía trên. Phía trên bên phải, tính bên phải lên là cái tên của mình. Rồi kính lúp nhấn vô. Kính lúp mình tìm. Sương Chiều. Phi Dân Điệp Khúc đi. Phi Dân. Điệp Khúc Tấn Thành. Đây. Đó, thì nó sẽ ra cái bài Phi Dân Điệp Khúc của Tấn Thành nè. Rồi Quả Tấu nè, cũng Phi Dân Điệp Khúc nữa. Rồi Phi Dân Điệp Khúc dây xề nè. Ở dưới này nó có bài Phi Dân Điệp Khúc dây đào, đàn mẫu và dạy từng câu nè, nó đầy đủ. Đó, như vậy thì đó là cái cách tìm cái bài trên YouTube cho nó dễ. Mình muốn tìm bài gì mình cứ đánh ngay cái tên bài đó, nó sẽ ra. Hoặc là mình nhớ mang máng mình đã tìm bài này là cái tên gì rồi thì mình đánh thử tên đó nó sẽ ra. Và nhớ là cái kênh của ai thì mình kèm theo tên của người đó nó sẽ ra ngay cái tên bài đó.
Rồi tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái cách mà mình nghe một bài rồi mình thích thì mình nhấn like ha. Nhấn like. Tuy nhiên được khúc. Đây, ví dụ cái bài này. Có nhấn like rồi bỏ này ha. Mình nghe bài này mình thích thì mình sẽ nhấn vào cái tay đưa lên, ngón tay cái đưa lên là like, còn nhấn tay cái đưa xuống là unlike, tức là không thích. Thì cộng đồng mạng thì mình vui lòng mình nghe mình thích thì mình nhấn like, còn không thích thì vui lòng bỏ qua, không nhất thiết phải là nhấn unlike như vậy. Thì nó cũng không có lợi ích gì, cũng không hại gì người ta, nhưng mà thôi nhấn vậy thì cho nó vui. Đó là cái cách để mình nghe một bài, xem một bài mình nhấn like. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký kênh, rồi cách share tìm bài, cách nhấn like, và mong rằng clip này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn mới sử dụng Internet, và mong các bạn sẽ vui lòng đăng ký ủng hộ kênh của Tấn Thành Bào Năng, và nghe xong mình thích thì nhấn like, còn không thích thì vui lòng bỏ qua, đừng nhấn like. Tấn Thành rất cảm ơn. Tấn Thành chúc cho tất cả các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.